chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Sava S888, một dòng xe địa hình mang thương hiệu Sava, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và lâu đời của Đức. Đây cũng là một cái thương hiệu và rất là có tiếng trong dòng trên thị trường xe đạp thể thao. Kiểm em về một chiếc xe model S888 tông màu đỏ đen, rất là thể thao và cực kỳ đẹp. Nước sơn nguyên bản do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước chấm chấm nhỏ nhỏ không thể tránh khỏi. Còn tổng thể tông màu sơn thì cũng còn tương đối rất là đẹp. Chỉ có những cái vết chấm chấm này do đã sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là xuất hiện những cái vết không thể tránh khỏi. Tông màu đỏ đen rất là đẹp. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì cũng là 6.800.000. Một cái mức giá cũng rất là hợp lý để cho các bác có thể tiếp cận được một chiếc xe đạp thể thao. Cấu hình cũng rất là ổn. Shimano Antut, và dòng Antut này dòng đời cũng rất là mới gần đây. Đây là 9 lít 3 đĩa. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Tút gạt đĩa này, rồi đề chuyển số này. Mayu này là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Vành này 26 inch. Vành 26 inch. Sử dụng bản lốp. Lốp là 1.95 các bác nhé. 26 x 1.95. Sử dụng lốp của XCTS X Country. Trên phần ghi đông của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Antut và cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Trang bị cả cụm phanh dầu. Cấu hình này rất là ngon trong tầm giá. Giảm sóc dầu, thủy lực theo xe, nhân zin theo xe. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì size này có size là size 17 inch và gặp các bác đi khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Full bộ chuyển động Shimano Antut với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Thứ lên xuống rất mượt mà, nếu mà thấy trên hình. Và chiếc xe được bán với em mức giá thì cũng là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lại lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.